Ok, xin chào tất cả anh em ha. Chào mừng toàn thể anh em đến với Thiền Văn Gia La nha. Thì hôm nay là ngày 30 tháng 1 Tây anh em. Là nhằm vào ngày 20 tháng Chạp âm lịch rồi. Thì còn 10 ngày nữa là đến Tết anh em. Nhưng mà bên hiện tại thì cái video hôm nay đăng lên thì đúng ngày là ngày 20 tháng Chạp âm lịch luôn nha anh em. Thì thông báo với anh em một điều là bên Thiền sẽ ngưng giao hàng. Từ ngày 22 ha, hết ngày 22 âm lịch thì bên Thiện sẽ ngưng giao hàng. Có nghĩa là mai là 21, mốt là 22 thì còn 2 ngày nữa là bên Thiện sẽ ngưng giao hàng nha. Và những đơn hàng mà giao đường bưu điện hoặc là chuyển phát tới tận nhà anh em á mà qua ngày 22 thì Thiện xin phép là để lại năm sau Thiện giao anh em nha. Qua sang năm rồi tầm khoảng mùng 6, mùng 8 gì đó bên chuyển phát họ làm lại thì Thiện sẽ giao. Thứ nhất á, là 22 thì bên bưu điện chưa chưa nghỉ nha anh em. Bên họ thì họ nói là họ họ nhận nhận hàng đến 25 lận. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại á là hàng nó bị ứ động nhiều quá. Như anh em biết là Shopee rồi Lazada, không Shopee thì nó là một cái kênh giao hàng riêng rồi. Nhưng mà Lazada nè, rồi đặc biệt là TikTok ha, TikTok hiện tại thì đơn hàng rất là bùng nổ khi cuối năm này luôn. Mà bưu điện cũng giao hàng TikTok nữa nha anh em. Ở thời điểm hiện tại thì bưu điện có giao hàng TikTok nha. Nên cái lượng hàng nó ứ động lại rất rất là nhiều luôn. Có đơn hàng thì gửi từ ngày 25 gửi Bình Phước anh em. Cái máy SM520 hôm bữa thì quay cho anh em á là thì gửi tới ngày 25 á. Hôm bữa là ngày 28 29 thì mới lên video nhưng mà thì gửi tới ngày 25 anh em. Là tới hiện tại luôn vẫn chưa anh khách vẫn chưa nhận được luôn. Thường thường Bình Phước gửi 3 ngày là nhận được rồi anh em, nhưng mà hiện tại cái lượng hàng nó nhiều quá. Cứ tới dồn dập thì nó bị ứ động rất là nhiều nên Thiền chỉ năm nay Thiền giao hàng tới ngày 22 thôi à, anh em thông cảm nha. Anh em nào mà cần thiết á, cần gấp á thì anh em đặt trước ngày 2 giùm Thiền, Thiền sẽ giao cho anh em. Còn nếu mà không gấp á thì anh em cứ đặt rồi Thiền lưu lại đó, qua năm tầm khoảng mùng 6 mùng 8 Tết, thường thường mùng 6 là Thiền sẽ giao hàng được là cho anh em nha, 6 mùng 7 mùng 8 gì đó. Thì để anh em mình nắm được cái thời gian gửi hàng để chúng ta có thể cơ động điều chỉnh cái công việc nha. Cho nhiều anh em cần gấp mà tới ngày 23 24 và em mới đặt hàng anh em mà anh em cần gấp á, thì nếu anh em gửi xe chẳng hạn như này, đây cái này thì cái máy Estin FX250 anh em cho anh Hiền ở nhận tại thành phố Đà Nẵng này, thì gửi xe ha, gửi xe thì xe nó đi đi xuống đi xuống đi lên thì ok, đơn giản anh em 2930 gửi vẫn được ha, bởi vì xe thì nó đơn giản rồi. Nhưng mà đơn vị chuyển phát thì nó khác nha anh em, đơn vị chuyển phát như bưu điện Viettel GNT rồi này nọ đó thì gửi tới đó, đúng không? Bên Thiện gửi cho bưu điện tỉnh Gia Lai, bưu tỉnh Gia Lai mới chẳng hạn như anh em ở Bình Phước đi, thường thường thì bưu điện tỉnh Gia Lai sẽ đưa hàng về thành phố Hồ Chí Minh là cái tổng kho của miền Nam, từ đó mới phân phối ngược lại về Bình Phước, thì nó đi qua rất nhiều giai đoạn công đoạn thì nó dồn dập, nó kiểu khác anh em. Còn gửi xe thì đơn giản ha, nên nếu anh em nào mà cần gấp mà ở xã không tiện đường gửi xe á, mà cần giao hàng tận nhà á, thì anh em đặt hàng trước 22 giùm Thiện nha. Qua 23 24 nếu gấp thì vẫn giao cho anh em, nhưng Thiện sẽ không dám chắc là nhận trước Tết nha ha. Đó thì nói như vậy để anh em mình dễ hình dung hơn, chứ để 23 24 anh em gấp quá gửi cho anh em xong rồi không Tết không nhận kịp cái anh em la Thiện là thôi mất công nha anh em. Đó, lưu giùm Thiện. Hôm nay là 20 âm lịch nha. 21 âm 2 nữa, còn 2 ngày nữa để nếu anh em là cần gấp, còn không gấp thì anh em cứ ok. Không thể thì chúng ta đặt hàng rồi qua tháng 5 Thiện sẽ giao hàng cho anh em ha. Thì mùng 6, mùng 7, mùng 8 gì đó là giao hàng là được rồi nè. Năm ngoái là mùng 8 á à, năm nay thì Thiện ấn chừng chắc mùng vào tầm 6, mùng 7 là giao được à. Rồi, giờ thì anh em nào quan tâm về những món hàng nào của bên Thiện á, thì có thể liên hệ với số điện thoại dưới phần Thiện, hoặc là số điện thoại của em dưới phần bình luận á, thì sẽ được trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về những mẫu máy này, để anh em biết thêm thông tin nhé. Anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn thông báo để mỗi lần mà Thiện có ra video mới anh em sẽ biết và xem tham khảo những sản phẩm Thiện nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em xem video, cả anh em video tiếp nhé.